Chào cô chú đang xem kênh nha cô chú, mà hôm nay Phụng lên Lô Trang Sang mới nữa cô chú. Cái clip vừa qua là nói chung là cô chú ủng hộ cho Phụng cũng rất nhiều, nhiệt tình luôn. Phụng cảm ơn cô chú rất nhiều luôn. Bữa nay trang sinh nhật này cũng thần chậu như lô hôm trước, mà nhưng mà cây này hôm nay nói chung là cây lựa nó hơi đẹp hơn nha cô chú. Và cô chú xem ủng hộ cho Phụng, số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, vô cây số 1 nha cô chú. Dạ, trang sen nhật thần chậu sắp đế từ nhỏ rồi cô chú. Chiều cao được 25, tán ngang được 30. Đó, cây đang cho hoa nha cô chú. Đế sắp được từ nhỏ luôn, bởi vì đế chạy đều đều rất là đẹp cây vậy. Hoành đo chỗ này thì được 13. Một cục đế luôn cô chú ơi. Dạ, mã số 1 này giao luôn 500.000, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Dạ, đổi cây. Tiếp mã số 2. Cây này Phụng nuôi đã thuần nha cô chú, 4 tháng rồi. Nó đang cho hoa, tới cô chú về thay chậu là một tầm 1 tháng là hoa gỗ lên nè. Chiều cao được 25, tán ngang được 35. Quanh đo vị trí này được 15. Đế nở lắm cô chú ơi. Rồi mã số 2 này giao lưu 400.000. Dạ, xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 3. Chiều cao là được 30, tán ngang được 35. Hoành đo vị trí này được 16. Rồi mã số 3 này giao lưu cũng 500.000 luôn. Dạ, đổi cây. Tiếp mã số 4. Trang sen nhật nha cô chú. Chiều cao được 30, tán ngang cũng được 30 luôn. Hoành đo vị trí này được 15. Đó, đế rất nở rất tiều luôn nha cô chú. Dạ, mã số 4 này giao lưu 500.000 luôn. Dạ, đổi cây. Tiếp mã số 6. Ý, mã số 5. Chiều cao được 30, tán ngang cũng được 30 luôn. Hoành đo vị trí này được 15. Rồi mã số 5 này giao lưu cũng 500.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 6. Cây thường chậu hết trơn luôn nha cô chú, 4 tháng trong chậu rồi. Cây gãy rất nhiều luôn, cây đang sống khỏe, đang cho hoa. Chiều cao được 25, tán ngang được 35. Hoành đo vị trí này được 13. Dạ, đế rất đều luôn nha cô chú. Rồi mã số 6 này giao lưu 400.000. Dạ, đổi cây. Tiếp mã số 7. Chiều cao được 30, tán ngang được 35. Hoành đo vị trí này được 14. Rồi mã số 7 này giao lưu 400.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 8. Trang sinh nhật nha cô chú. Chiều cao là được 25, tán ngang được 30. Chiều cao là được 25 luôn. Hoành đo vị trí này được 15.
Rồi mã số 8 này giao lưu 350.000. Và đổi cây. Tiếp là mã số 9. Đây cô chú ra xem mặt hoa của nó nha cô chú. Mặt hoa của nó rất đẹp. Chiều cao là 30. Lá ngang được 35. Đó hoa nó vậy đó cô chú, rất là đẹp luôn. Hoành đo vị trí này 16. Rồi mã số 9 này giao lưu 350.000. Khi ship đi phụng quốc chỗ có bầu nha cô chú. Và đổi cây. Tiếp mã số 10. Chiều cao là được 25. Tán ngang được 30. Hoành đo vị trí này 15. Rồi mã số 10 này giao lưu 350.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 11. Chiều cao là 25. Tán ngang được 35. Hoành đo vị trí này được 15. Mã số 11 này giao lưu 400.000. Và đổi cây. Số điện thoại của Phụng là 0939 866039. Số đó là số Zalo luôn nha cô chú. Và tiếp theo là mã số 12. Chiều cao được 25. Tán ngang được 30. Hoành đo vị trí này 15. Rồi mã số 12 giao lưu 350.000 luôn. Và đổi cây. Tiếp mã số 13. Ê, mã số 13. 13. Chiều cao được 30. Tán ngang là được 35. Hoành đo vị trí này được 14. Rồi mã số 13 giao lưu 400.000. Khi ship đi rút chậu bó bầu nha cô chú. Và đổi cây. Tiếp mã số 14. Chiều cao là được 30. Tán ngang được 40. Hoành đo vị trí này được 17. Rồi mã số 14 này giao lưu 500.000 luôn. Và đổi cây. Tiếp là mã số 15. Chiều cao được 25. Tán ngang được 30. Đang cho hoa nha cô chú. Cây rất đẹp, dễ thương lắm. Hoành đo vị trí này được 11. Đế nó nở cũng đều luôn nha cô chú. Rồi mã số 15 này giao lưu 350.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 16. Chiều cao được 30. Tán ngang được 35. Hoành đo vị trí này được 16. Mã số 16 này giao lưu 400.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 17. Và trang sen nhật, trang thần chậu hết nha cô chú. Chiều cao là được 30. Tán ngang được 35. Hoành đo vị trí này được 14.
Rồi mã số 17 này giao lưu là 450.000. Đế rất là trải đều luôn nha cô chú. Trao đổi cây. Tiếp mã số 18. Chiều cao được 25. Tán ngang cũng được 25 luôn. Hoành đo vị trí này được 13. Mã số 18 giao lưu 350.000. Giờ đổi cây. Tiếp theo là mã số 19. Chiều cao được 30. Tán ngang được 35. Hoành đo vị trí này được 15. Rồi mã số 19 này giao lưu 450.000. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Dạ đổi kì. Tiếp mã số 20. Chiều cao là được 30. Tán ngang cũng được 30 luôn. Cây này nhỏ hoành mà đời cộng đế gãy cho nó đều nè cô chú ơi, bốn mặt luôn, cộng gãy lực lực hơn. Hoành đo vị trí được 12. Mã số 20 này giao lưu 400.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 21. Chiều cao được 30. Tán ngang cũng được 30 luôn. Hoành đo vị trí này được 14. Rồi mã số 21 này giao lưu 400.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 22. Cây thường chậu nha cô chú, để vô hụn cho cô chú xem. Đây. Đó, nó đang rễ như vậy. Bởi vì cô chú mua cây này về cô chú chỉ thay chậu rồi là nó có hoa tới luôn. Khi ship đi đến cô chú là nó cũng không héo lá gì hết nha cô chú. Chiều cao được 30. Tán ngang được 35. Hoành đo vị trí được 15. Rồi mã số 22 này giao lưu là 450.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 23. Chiều cao được 25. Tán ngang được 35. Cô chú về chơi một đợt hoa ra rồi cô chú con lại nhẹ nhẹ lại rất là tàn vàng xương của nó, rất là càng ngày là càng lâu thì nó càng dày ra cô chú. Rất là đẹp. Hoành đo vị trí này được 17. Rồi mã số 23 này giao lưu 450.000. Giờ đổi cây. Tiếp mã số 24. Chiều cao là được 25. Tán ngang được 30. Hoành đo vị trí này được 14. Rồi mã số 24 này giao lưu 400.000 luôn. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Và đổi cây. Tiếp mã số 25. Chào phụng được 33 cây trang nha cô chú. 33 trang sinh nhật, 33 cây. Chiều cao là được 25. Tán ngang được 30. Hoành đo vị trí này được 13. Rồi mã số 25 giao lưu 450.000. Và đổi cây. Tiếp theo là mã số 26. Chiều cao được 30. Tán ngang được 30 luôn.
nó gộ lên vậy đó cô chú, đẹp lắm. Hoành đo vị trí này được 15, đỡ điều hết trơn, cũ rất là đẹp. Rồi mã số 26 này giao lưu 450.000. Dạ đổi cây. Tiếp mã số 27. Chiều cao được 30, tác ngang được 35. Hoành đo vị trí này được 15. Rồi mã số 27 giao lưu 500.000. Dạ đổi cây. Tiếp mã số 28. Chiều cao là được 25, tán ngang được 30. Mạnh đo vị trí thì được 13. Hết sức một củ đế luôn nha cô chú. Củ đế rất là to luôn, đẹp. Nở, quá nở luôn. Rồi mã số 28 này giao luôn 500.000 luôn. Dạ đó cây. Tiếp là mã số 29. Chiều cao 25, tán ngang 30. Hoành đo vị trí này được 15. Rồi mã số 29 giao lưu cũng 500.000. Dạ đổi cây. Tiếp mã số 30. Chiều cao 30, tán ngang 30. Hoành đo vị trí này được 12. Rồi mã số 30 giao lưu 400.000. Giờ đổi cây. Tiếp mã số 31. Chiều cao được 25, tán ngang được 30. Hoành đo vị trí được 16. Rồi mã số 31 này giao lưu 500.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 32. Chiều cao 25, tán ngang được 30. Hoành đo vị trí này được 15. Rồi mã số 32 giao lưu 400.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 35, ý 33. Chiều cao được 25, tán ngang được 35. Hoành đo vị trí được 15. Rất là đế, rất đẹp luôn rồi cô chú. Rồi mã số 33 này giao lưu 500.000. Mã số 33 này là mã số của clip của Phụng ngày hôm nay rồi cô chú ơi. Không biết nói gì hơn mà chúc cô chú xem clip dồi dào sức khỏe. Phụng cảm ơn cô chú vừa qua đã ủng hộ cho Phụng. Thành thật cảm ơn rất nhiều cô chú xem ủng hộ cho Phụng cô chú. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Chào cô chú, hẹn cô chú gặp lại clip sau. Dạ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Mỹ Phụng để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.